Môi vật hôm nay ngày thứ bảy 12 giờ 17 phút ngày 21 tháng 9 năm 2024 tại núi Thiên Long Sơn. Phong cảnh rất là hữu tình, thời tiết rất là đẹp. Nhiệt độ cỡ này cũng cỡ 22-23 độ. Mỹ thì cũng cỡ 70-75 hả? Phong cảnh hữu tình, ai lên đây cũng tinh thần phấn chấn phơi phới. Mua cái vé máy bay mấy trăm nghìn đô cũng đáng, tại vì trên này có đầy đủ các chi vị, có Phật, có Thánh, có Tiên. Tuy là mắt người thường không thấy nhưng mắt kỳ thấy, và cũng có Phật sống và Bồ Tát sống ở trên núi này, và có con của ông trời đang nói chuyện, nhờ có Minh Dương nước Việt tương lai cũng ngồi đây để chờ ngày về cứu dân tộc. Hôm nay mình nói nhiều, nó tóm lại hôm nay cũng không có đề tài gì, thì chỉ nói sơ sơ về công chúa Thượng Bình, con của nhị trời, để một lần nữa cho những ai mà đã lỡ tạo mà khẩu nghiệp á, thì hôm nay nghe phải suy nghĩ lại, nếu không rất là khó đó. Ở trên trời có Ngọc Hoàng Thượng Đế là cao nhất, là cha của chúng ta, là tạo ra tất cả 9.600 dạng ức linh căn, từ thảo cầm tới cây cối, tất cả ai cũng đều là con của ông trời. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái tế bào của ông trời để sanh ra tất cả nhân loại trong cái vũ trụ. Còn riêng 24 người con của ông trời thì là quả sanh, cũng giống như sư phụ là quả sanh của cha, thì cha cho bi, cha cho trí, cha cho dũng, thì là chỉ có 24 người con là đặc biệt. Nhưng mà 36 tầng trời, cha là lớn nhất, Ngọc Hoàng Thượng Đế là lớn nhất. Nhưng mà song song cũng có những ông trời, những tầng trời khác, sư phụ thường có nói mà. Thì có ông trời kêu là nhị trời, là cầm quyền lớn, đứng hàng thứ nhì ngoài cha là Thượng Đế, gọi là Ngọc Thiên Đại Đế nhị trời. Đâu phải một mình cha có thể cai quản mọi thứ được. Thì mỗi ông trời cũng đều có con, cũng có gia đình, cũng giống như cha, cũng có Phật mẫu là mẹ vậy đó. Thì công chúa Thượng Bình là đứa con duy nhất đó nghe, không có anh, cũng không có em, cũng không có chị, là con độc nhất của nhị trời. Sư phụ đã từng tiếp xúc qua rất là nhiều lần, ngài rất là từ bi, ngài cũng là Phật đó. Cho đứa con gái của ngài hạ phàm xuống đúng thời điểm, đúng lúc cơ trời đi 1.000 năm. Tại sư phụ nói chuyện với mẹ hồi hôm Trung Thu, thì mẹ nói Thượng Bình xuất hiện là do cha con, tức là Thượng Đế, đã sắp đặt hàng nghìn năm, cho đến lúc con sắp sửa đi vào nước Việt để mà cứu dân độ thế, thì Thượng Bình phải theo phò con, rồi cơ trời đi hàng nghìn năm. Bây giờ muốn nhét vô túi mà giấu cũng khó lắm á con, cho nên giờ cũng phải nói. Thì chuyện của gia đình, của thiên đình, chuyện của ông trời, chuyện gia đình của ông trời rất là cao siêu. Nếu mà nhân sinh mà nghĩ khôn hơn cha đó, thì tự mình làm trời đi, đừng có nên làm con của ông trời nữa. Rồi tự mình muốn nói gì mình nói, mình muốn xuyên tạc phỉ báng hay là muốn gì thì cứ làm. Một lời của Kiệt khuyên là đừng nên xen vào đời chuyện của thiên đình, thì mình còn có phước. Tại vì ở cái thời tận thế này, những ngày đầu sư mẫu bà cũng hiểu lầm, bà không biết. Đến sau đó Long Dương lên khuyên sư mẫu và ra chiếu chỉ cho sư mẫu phải hạ giọng. Rồi đến lúc cha, tức là Thượng Đế, cũng vậy, ban chiếu chỉ xuống, rồi bắt sư mẫu với Thượng Bình phải thề là chị em ruột với nhau và theo phò Minh Dương. Tại vì Minh Dương một mình á, chiếc đũa ăn phở không có được, phải có muỗng thì phải hai chiếc. Cái quan trọng
không phải là thêm một công chúa hay là thêm một thần bình hay là cái gì, mà cái vấn đề là thiên tử Minh Vương làm được gì cho quả địa cầu này, cho nhân loại. Và cái thứ hai, công chúa thần bình tái sanh đầu thai lại mang thân người, tức là Mai Thảo, làm được những gì cho nước Việt, cho đạo Thiên Tâm, cho núi Thiên Long Sơn mới là quan trọng. Còn những cái hàng mà cộng sản mà tà đó, mà xuyên tạc, thì nó dựa vào bất cứ gì nó cũng đều là xuyên tạc, nhưng mà nó xuyên tạc theo cái kiểu lối của nó. Cho nên những người này đều sẽ bị tiêu xác tiêu hồn ở trên nói một cách vô lý, vô cớ. Để mình nói những chiến công mà từ ngày công chúa thượng bình xuất hiện ở núi Thiên Long Sơn năm 2018 thì đã bị ma sói, tức là thiên ma đó, là bắt á, đã gươm rồi, là kéo phe để mà chống đối lại rồi. Tại vì Hắc thần thông với Bạch thần thông không bao giờ là đi chung xuồng nhau hết, chung đường nhau hết, kỵ nhau. Cho nên trên núi này những đứa đại tử cũ, những đứa đại tử mới đều biết chuyện này. Đám con Trinh, con Ngân, con Thị Trang, con Sương, cái đám hồi xưa nó hay dí ăn hiếp Mai Thảo, mấy con nhớ không? Hiếp một cách rất là tội nghiệp luôn á. Nhưng mà cái đó sau này mấy dì mới nói, đó là những thử thách để coi công chúa có vượt qua và có bản lãnh không. Nhưng mà lần nào tụi nó dí, thì một mình công chúa có một lần nó dí, hồi Tết á, vô đó là mấy chục đứa đó, công chúa cũng rất là bình tĩnh vượt qua. Rồi nó kéo phe, kéo sư mẫu theo. Đại khái trở lại cái chân mạng của Thượng Bình, nó khác với thiên ma. Thượng Bình xuống thế gian để cứu chúng sanh, cũng như thiên tử xuống thế gian để cứu nước Việt và cứu quả địa cầu. Một mình đâu có làm được. Ở đây có mấy nghìn vị Phật Thánh Tiên hạ phàm, chứ không phải một mình sư phụ hạ phàm mà làm được chuyện. Bên trên nữa là có Đức Thầy, là Phật Di Lạc. Chứ một mình điện tử làm cũng chưa chắc được á. Thì thiên ma nó đang hoành hành trên núi này gần cả chục năm. Nó chờ ngày để mà lật đổ đảo chánh, để mà nó chiếm cái núi này, để mà lập cái đạo riêng của nó. Cho nên cái căn bản là cũng là vừa thử thách, tương kế tụ kế. Ở trên nói con phải đề phòng cái người bên cạnh con, rất là nguy hiểm, là kẻ thù, rất là nguy hiểm. Ở trên thường nói, đừng coi lông hổ của Bắc Mại chạy, con nói hoài à. Thì thù với đề phòng, nhưng mà chưa được lệnh để mà thanh trừng. Thì cứ ngày này qua tháng nọ, kéo dài cho tới ngày 0404, thì mới được lệnh thanh trừng. Thì người mà tiêu diệt được thiên ma khỏi cái núi này và tất cả phe phái ở trên núi này, đó là công chúa Thượng Bình. Chiến công đầu tiên, nếu không có chúa Thượng Bình, chúng ta không bao giờ mà được cái ngày yên ổn như hôm nay. Mấy con có đồng ý không? Đó là chiến công đầu tiên. Chiến công thứ hai là nhờ công chúa Thượng Bình mà tất cả những đứa mà tụ nhóm này phe kia ăn hiếp những người mới lên này nọ cũng không còn nữa. Ở đây hiện giờ có phe không? Không còn phe nào hết, đúng không? Chỉ có phe hiền thôi à. Đúng không? Một chân mệnh khác một chân mệnh. Một Hắc thần thông rất là sợ Bạch thần thông. Hắc thần thông là ai? Đó là thiên ma, con cháu của thiên ma. Cái nhóm của ma sói chỉ là một cái chi nhánh nhỏ của nước Việt Nam thôi, Long Hoa Mặt Tạng. Thì biết hết. Những cái là ma sói chỉ làm theo lệnh của Việt Nam thôi. Nhưng mà cái đám đệ tử mong cầu, mong là gì? Mong cho tiệm tôi đắt, mong cho tôi bán được tiệm. Tại sao hồi xưa tôi phá thai rồi vong linh rồi thế này thế nọ? Thì ma sói giỏi cái đó. Sư phụ xuống đây lập đạo, con của ông trời, không có làm mấy cái chuyện lẩm cẩm đó. Trừ khi những đứa đệ tử bị bệnh thì sư phụ giải bệnh được, hoặc là xin Xích Long giải mấy cái nghiệp được. Chứ còn bắt ma bắt quỷ hay thư ém thì mình đi kiếm một thằng dân chơi thứ thiệt ở đầu làng để mà trị những cái thằng bán xì ke lon con, mấy thằng homeless là lon con, đúng không? Thì Mỹ nó cũng dùng cái chính sách đó. Ở Thiên Long Sơn cũng vậy.
Và đồng thời cái đạo nó cũng có hai mặt, giống như bàn tay chúng ta có hai mặt, mặt trắng và mặt đen. Thì cái đạo ra đời là vậy. Và đồng thời cũng sàng lọc, đợt đầu sàng lọc những đứa đệ tử nào tuyệt đối trung thành với Thượng Đế, tuyệt đối trung thành với Thiên Tử và tin Phật Di Lặc ra đời, thì đứa đó sẽ tồn tại trong những ngày kế tiếp. Nhưng mà không may một số vừa bắt đầu sàng lọc thì nó đã dục hình tượng cha mẹ một bên, dục dấu thiên tâm một bên, dục những cái cọng chuỗi mà thầy của nó đã nâng niu nắng từ hột tặng cho nó và dạy dỗ nó nên người, mà đến khi nó ra nó vong ân bội nghĩa, nó chửi là một cách tàn độc tàn khốc. Nên nhớ nha, ngày xưa Chúa Giêsu là con của Thượng Đế, ngài xuống chỉ là truyền tin xiển dương Đức Chúa Trời, tức là Thượng Đế thôi, nhưng mà ngài cũng là con. Đến thời Mohammed cũng vậy, ngài cũng vẫn cầm kiếm đi chinh đông dẹp bắc, cũng xiển dương Thượng Đế. Đó là lần thứ hai Chúa tái sanh làm giáo chủ đạo Hồi giáo là Mohammed. Lúc đó Thượng Bình là người đệ tử đầu tiên của cái thời đó, ở trên nói là người vợ đầu tiên, mà lúc đó Mohammed nói ngài là một messenger, một người sứ giả của Thượng Đế xuống trần, thì người ta đâu có tin, thì không có đệ tử nào hết. Thì thời đó Thượng Bình là người đệ tử đầu tiên. Đến thời Chúa Giêsu thì có nửa người, tức là ông Pharaoh cũng phản Chúa. Thì thời nay có mấy chục đứa đệ tử nghịch tử, ngông cuồng tử, tử tử tử, tức là cho nó tử hết luôn á, là ở trên đã xử tử hết luôn á, là thành ra mây khói. Thì cuối cùng nó phản sư phụ, nhưng mà phản là để làm cho cái lịch sử đạo Thiên Tâm sau này có một chút xíu sôi động, chứ không có cái gì gọi là im ả như dòng suối được. Nó phải có cái này kia, giống như ngày xưa Phật Thích Ca có Bồ Đề Đạt Ba làm phản, gọi nhóm đệ tử, rồi cuối cùng hôm nay á, để đánh thức cả nhân loại á, là chỉ tuân thủ thủ lãnh của mình thôi. Sư phụ là thủ lãnh của đạo Thiên Tâm, là con của ông trời, ngồi sờ sờ mỗi ngày, các chư vị bên cạnh sư phụ cả trăm vị, ngày nào cũng tiếp xúc nói chuyện. Hào quang sư phụ ngồi đâu là mấy con chụp hình đều thấy có hào quang. Vậy mà tụi nó cứ đi nói ngược lại, cha đã phới chúc sư phụ rồi, rồi không còn hào quang, không còn vị nào trên núi. Xích Long nói chuyện với phụ mỗi, Xích Long cũng đang đứng đây nè. Cho nên khi thiên ma đó mà nó nhập tâm á, cái gì nó cũng nói được. Đúng là nghịch tử. Uổng công cho phụ dạy dỗ, uổng công cho phụ lần từ hạt chuỗi tặng cho nó để cho nó nên người. Nó khôn ra bao nhiêu, hôm nay nó chửi lại bao nhiêu. Mẹ nói cái cơ duyên mà Thượng Bình xuất hiện đúng ngày đúng lúc là vì sư phụ chỉ là cận kề tính theo ngày và tuần để mà về lo cho 100 triệu dân, chứ sớm cũng không được mà muộn cũng không được đó nha em. Là cơ trời đi hàng nghìn năm chứ không phải đi dài ba ngày được, nó đã có cả nghìn năm rồi, là cơ trời đi xa như vậy. Còn riêng công chúa Quyền Châu thì ngài nhạc phụ có một lần tâm sự và nói chuyện với nhạc phụ. Nhạc phụ nói mục đích của Quyền Châu lên trần là để lập lại thời xưa, là con rồng cháu tiên. Tại vì cốt của sư phụ là trên trời là tiên, còn cốt của sư mẫu là rồng. Thì 50 con xuống nước, 50 con theo cha lên núi, thì đó là cái cốt truyện lập lại để cho hậu thế của Thiên Tâm và cho nhân loại. Những ngày đầu Quyền Châu rất là cứng rắn, không có chịu là có song song công chúa như ngày hôm nay. Nhưng mà đến lúc mà thánh chỉ của cha ban xuống, và đồng thời Long Vương cũng ban lệnh luôn, rồi Long Mẫu nữa, rồi tất cả mấy anh chị em cứ đêm nào cũng vô trong mộng để mà nhắc nhở đừng có cãi ý trời. Thì từ đó hôm nay hai người đã kết nghĩa chị em, tức là Mai Thiên Mai Thảo và Thiên Hạnh Thảo, là chị em như chị em ruột, thương nhau.
Cho nên Đức Thầy hồi từng rồi á, ngày Trung Thu á, Đức Thầy có nói là cả ba người á mà là một thì là nè, Đức Thầy nói nè, lời Đức Thầy nói: trong thật có giả, trong giả có thật. Nếu chỉ tin theo lời nói của phàm nhân sẽ bị thiên ma lôi kéo. Cái là lúc mà sư phụ hỏi về Hải Âu, Trăng Khuya, Thiên Võ Ngọc Yến, vân vân, những người trên mạng có linh căn á, thì Đức Thầy trả lời câu này: hỏi những người họ là sao, họ lúc đầu họ cũng đúng, nhưng mà sau giờ họ kỳ kỳ. Thì trong đó có Trăng Khuya, thì Đức Thầy nói: ta đã nói với con rồi, hắn đã giả dạng ta, và sẽ còn thêm một người nữa, thì lúc đó con sẽ gặp ta. Đúng, cách đây mấy tháng sư phụ có nói trước. Thì Đức Thầy trả lời nè, nguyên lời của Đức Quỳnh Phú Thổ trả lời cho sư phụ và từng rồi: nếu chỉ tin vào lời nói của phàm nhân sẽ bị thiên ma lôi kéo. Con không phải phàm nhân, ta cũng vậy, và hai công chúa đã thề nguyện cùng con và cả ba như một. Còn tất cả các xác phàm khác đều chỉ có nhiệm vụ đến một đoạn đường. Đó là nguyên văn của Đức Thầy trả lời cho phụ ngài, nếu mà nói tiếng Việt Nam cho dễ hiểu là Trung Thu á, rằm tháng 8. Cứ nghĩa là trên thế giới này chỉ có 4 người mang thân người nói tiếng Việt Nam là sư phụ Thượng Bình, sư mẫu và Đức Thầy. 4 người thôi sẽ có thân người để cứu nước Việt, nhưng mà không phải là người như cả trăm triệu người. Còn những người linh căn hay là ứng khẩu hay là nhập xác, họ chỉ đúng một đoạn đường, sau đó thiên ma sẽ ứng vào khẩu của họ. Cho nên tất cả họ thiên ngoài kia hôm nay nghe này phải cẩn thận á. Tại vì đường về trời chỉ có một, tức là thờ Thượng Đế là Đạo Thiên Tâm. Sau này Đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất tất cả các đạo. Là vì sao? Là vì Chúa Giê-xu thời xưa 2000 mấy năm về trước cũng là Ngô Tuấn Kiệt này đầu thai. Đó là linh hồn của sư phụ, là Thái tử Thiên Nhãn, ở trên confirm rồi, cả chục lần rồi, kêu sư phụ nói luôn. Thứ hai, ông Mohammed, giáo chủ đạo Hồi giáo hôm nay, cũng là Ngô Tuấn Kiệt, cái linh hồn của Ngô Tuấn Kiệt đầu thai, ở vào cái thời đại đó, sau Chúa Giê-xu khoảng 1000 năm. Để cho nó thích ứng với những người mà ở vùng sa mạc. Hôm nay cũng một người đó, tức là Thái tử Thiên Nhãn, nguyên thần, đầu thai vào xác phàm của con Thợ Mộc, tức là Ngô Tuấn Kiệt, lập cái đạo Thiên Tâm, cũng là một người. Mà hôm nay tất cả hai cái đạo kia do sư phụ lập ra, là nó cũng giống như ngày xưa sư phụ lập đạo Công giáo, cũng như lớp mẫu giáo, là chỉ dạy ăn hiền ở lành, lành hiền, có hai cuốn kinh Tân Ước và Cổ Ước, không có gì sâu sắc hết. Những người Công giáo họ đi nhà thờ hôm nay chỉ đi để cho có cái đạo, nhưng mà hiểu về tâm linh hoàn toàn họ không có hiểu gì hết. Nhưng mà hôm nay nhân loại bắt đầu thông minh rồi, cần phải hiểu đó. Muốn hiểu thì học triết lý của Phật. Phật Thích Ca không phải là đạo, ngài cũng không phải là giáo chủ. Thiên Tấn Kiệt này mới là giáo chủ. Chỉ có con trời mới có làm giáo chủ và có khả năng lập đạo. Còn Mohammed cũng vậy, cũng là con trời, cũng là sư phụ. Và đạo Hồi nó cũng chiết ra từ đạo Công giáo. Họ cũng không có tin có linh hồn chuyển thế từ đời này sang đời khác. Họ không có tin là có nhân quả. Rồi sau đó những cái tụi khủng bố mới lợi dụng mấy cái đạo để mà đi ôm bom tự sát, đi giết người này nọ. Nếu mà tiếp tục ôm bom tự sát, tiếp tục độc tài như kiểu Iran, hồi xưa thù đâu có dạy họ làm cái đó, thì là trung học. Hôm nay 3000 năm về sau thời Di Lạc, tức là an cư lạc nghiệp, nhân loại sống chung với người ngoài hành tinh rất là văn minh. Tất cả AI đều là điện tử hết, robot nữa. Mà cứ chấp như vậy thì con người sẽ không có ai đi nhà thờ, cũng chẳng có ai vô tôn sùng cái đạo của mình nữa. Tại cái đạo nó sẽ lạc hậu rồi. Hôm nay đạo Công giáo, đạo Tin Lành cũng đã đi vào con đường lạc hậu. Không có gì để mà cho mấy đứa trẻ nó vô đó để nó học nữa.
nó vô nó nghe tiếng hồ cho có lệ nó đi về. Cho nên hôm nay cha mới cho phụ lập đạo thiên tâm. Nó có tam đại tạng kinh, nó có một cái tàng kinh cát bằng chiếc máy bay 747 chở kinh điển của Phật giáo, vô đó mà học tiếp để mà hiểu về trên trời như thế nào, xuất thế gian như thế nào. Vì chúng ta đang ở là vào cái thời đại văn minh, chúng ta chỉ biết thế gian, chúng ta không hề biết xuất thế gian. Xuất thế gian là cái học vấn không có trường nào dạy. Cái trường học là cái lương tri của mình và cái thần hồn mình nó đánh thức mình, và cái sự an bình, an lạc nó khiến mình đi tìm những cái gì mà ngoài cái trường học dạy. Đó gọi là triết lý xuất thế gian. Thì tự mình phải học thôi à. Hoặc là mình đi tìm đúng một vị thầy. Hôm nay họ Thiên có sư phụ là một vị thầy lỗi lạc, là con của ông trời. Tại sao sư phụ không giỏi hơn, hay là giống như mấy ông thầy nói chuyện ngọt ngào hơn? Tại sao mà cho một người như sư phụ đúng cái thời điểm này như vậy, ăn nói cũng bập bẹ, ở trên đã tính rồi. Cái thời tận thế này á, càng khôn á thì có người khôn hơn, đứa con nít nó cũng khôn hơn mình nữa. Thà bập bẹ nhưng mà thật lòng nè. Thì hôm nay sư phụ đã độ được khắp hoàn cầu, cả nước Việt 70-80 triệu người hôm nay cũng bắt đầu biết tận thế là gì đó, biết sợ ông trời là gì rồi. Còn mấy ông thầy lỗi lạc cả 100.000 ông ở nước Việt, ở Mỹ này á, đi mỗi một góc đường có một cái chùa, có ai độ được không? Ngô Tứ Kiệt này đã độ được 3/4 nước Việt rồi. Họ biết ném mùi như thế nào rồi. Họ biết thế nào gọi là năm cát cùng đồng bộ đi chìm, giống như thầy Thanet. Cộng sản độc tài, thế giới ngầm quyền lực, rồi thêm đọc nghe Tàu, tất cả đều nói chung là sử dụng cái chữ đồng bộ. Chẳng có một nhà chính trị nào hay là một đài truyền thông nào, CNN hay là một thằng người Việt Nam nào mà giỏi về tin tức mà dám nói câu này hết. Chỉ có mình Thiên Tứ Kiệt này dám nói. Tất cả những cái ác nó đi cùng một lúc á, đưa đẩy đẩy đưa không cần biết, nhưng mà đi là đi một lúc. Thì nó đưa từ Trung Đông, năm 2018 đã từng nói rồi, nó đưa sàn tới sàn lui rồi qua Ukraine, vô Nga. Nga bây giờ càng thua, Nga đâu có thắng nổi, Nga sẽ thua. Rồi Nga sẽ nhập với Mỹ, rồi sẽ đánh Biển Đông, rồi cũng thua. Thì có phải là toàn thế giới này trả lợi cho những người chánh nghĩa, những người thiện lương không? Không còn độc tài, không còn những cái triết lý gọi là kỳ cục, có nghĩa là triết lý xã hội chủ nghĩa. Người khôn nhất cũng ăn cơm chung với người homeless, nghèo nhất. Mà Elon Musk có nghìn tỷ cũng phải chia, nếu mà Elon Musk mà ở xã hội chủ nghĩa nha, cũng phải chia nghìn tỷ đó cho mấy người, mấy thằng dân chơi đầu đường xó chợ nữa. Tức là người nào cũng bình đẳng nhau á. Mấy con nghĩ trên thế gian này có cái xã hội đó không? Rất là khó đó. Thằng khôn nó cũng giả bộ nó ngu nữa để nó nhà nó hưởng. Thì tất cả năm cái ác tiêu qua. Chúng ta đang vào ở thời cuối của tận thế. Cuối cùng của cái cuối cùng của tận thế. Còn riêng họ Thiên là đã qua cuộc sàng lọc thứ ba. Cuộc sàng lọc thứ nhất là ma sói trên núi hoành hành, thư ém bùa ngải, người giả bộ nói ta đây là người tu, ăn chay niệm Phật, nhưng mà kêu mấy hàng đệ tử dục bỏ hình tượng cha mẹ. Đó là cái gì? Không cần biết Thiên Tứ Kiệt này có làm lỗi gì nữa, cũng đừng bao giờ dục bỏ hình tượng cha mẹ. Đó mới là đúng. Còn Thiên Tứ Kiệt này làm đúng làm sai, có cha của Thiên Tứ Kiệt này, tức là ông trời. Cha nằm trong lòng sư phụ, mẹ nằm trong lòng. Một cái nhúc nhích thôi á, cũng không có tránh nổi cái mắt của cha nữa. Thì làm gì tới mắt mấy đứa tử họ Thiên mà biết chuyện này chuyện kia. Đúng là ngông cuồng.
không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra đến cho mình đó. Còn bây giờ hai bên đã phân rõ bên trắng bên đen, thì chỉ chọn bên nào thì cứ chọn, nhưng mà đường ai nấy đi, đừng có gọi là đánh phá hay là kêu gọi những đứa ở xa. Còn những đứa ở xa mà bị những đứa gọi là bán linh hồn cho ma quỷ á, mà gọi tối ngày á, giống như con Sương, con Thì Trang, rồi con Trinh, rồi gọi người này người kia đó, là nó bán linh hồn cho ma quỷ rồi. Mà những đứa kia mà không có hiểu câu chuyện, không có về núi để hiểu câu chuyện mà cứ tin á, thì cũng không đáng là con của ông trời nữa, không đáng là họ thiên nữa. Tại vì không có đủ cái trí và cái dũng, cũng không có đáng là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt luôn. Những đứa đó nó không có tội, nó chỉ nghe lời và nó không có xác nhận sự thật. Nó không có hiểu rõ câu chuyện, nó chỉ nghe thôi. Ồ, Thiên Tấn Kiệt bây giờ lập đạo mà còn có bồ và phá giới. Sư phụ chưa bao giờ phá giới, 6 chỗ không, tài danh sắc thực thì vẫn còn y nguyên. Cái giới nữ sắc vẫn còn y nguyên. Cái này là chuyện của thiên đình, cha đã đặt hàng nghìn năm. Phá giới nữ sắc là gì? Khi nào sư phụ đi cua gái kìa? Chưa từng mà, đứa nào có thấy sư phụ cua gái không? Không có, phải không? Còn Thượng Bình xuất hiện là để làm chi? Để tiêu diệt thiên ma. Vì thiên ma rất là sợ cái oai lực của Thượng Bình. Thượng Bình có thần thông á, bệnh gì á, người này chữa cũng hết á. Cho nên giữa chánh và tà nó khác nhau cái là mình có chánh kiến, mình phải tìm hiểu cho rõ. Khi nào mà cái gì mà thiên ma mà nó nói xấu á, là cái đó lại là tốt. Còn cái gì thiên ma nói tốt, mấy con cứ nghĩ ngược lại là xấu, là đúng. Nó thường thường đi ngược không à. Vậy nó không có lý lẽ. Vậy nó không có cần ai suy nghĩ gì hết. Chỉ nó cần người ta lững lững, lơ lơ thôi, là những cái đứa họ thiên mà không có trí á, không có dũng á, mà nghe lời tụi nó đó, thì là dính bẫy, thì là đi chung xuồng nhá. Tóm lại, nói về hai bà công chúa là chuyện của cha sắp đặt. Mẹ là người đưa Thượng Bình về núi phòng mẫu. Sư phụ không có nhúng tay vào vụ này. Thiên Tấn Kiệt hoàn toàn không có. Vẫn giữ 12 giới luật vuông tròn, không có khởi tâm làm sai. Tại vì sư phụ là cuốn kinh sống, hôm nay cuốn kinh sống này nó còn hay hơn nữa. Mỗi một cái hành động, mỗi một cái miếng ăn, tam tịnh nhục hay là một cái cử chỉ, sau này nhân loại đều bắt chước theo hết. Cho nên Thiên Tấn Kiệt này không có bao giờ dám làm sai. Còn ở ngoài chỉ nhìn thấy một cái góc của một bức hình, rồi ở đó mà nói này nói kia, thì là mình tu chưa tới đó. Còn tệ hơn người không biết tu nữa. Tại vì mang khẩu nghiệp, cứ đi chửi một vị Phật sống, một vị Bồ Tát sống, chửi con của ông trời tối ngày, thì làm sao mà có mặt mũi nào mà đi về gặp ông trời. Thôi tụi mày biến thành làn khói hết đi. Ở trên đã phán rồi, biến thành làn khói hết rồi. Có danh sách đó. Bây giờ để danh sách đó hộ pháp. Hộ pháp, thấy giống hộ pháp không? Hộ pháp mà dục hình tượng cha mẹ, hộ thiên tâm mà dục hình tượng cha. Cho nên đó là cái lối trò của một cái đám cộng sản, lợi dụng cái đám đệ tử nghịch thiên để mà nó giống như nó đấu khẩu trên mạng truyền thông thôi. Chứ còn thực tế trong mắt sư phụ toàn là đám ruồi, tất cả đều là đám ruồi. Có ngon á thì gặp mặt nè, sư phụ lúc nào thứ bảy cũng trên núi, có ngon á gặp đi thách á. Mấy cái đám ruồi chỉ là tội cho những đứa đệ tử họ thiên á, vô tư á, không có bi trí dũng á, thì bị dính bẫy tụi nó rồi là rớt lụp đụp xuống địa ngục chung với nó. Ok, đại khái hôm nay nói rõ rồi đó. Còn đứa nào á mà còn chút lương tri á thì quay về sám hối thì còn kịp. Ý là Phật hôm nay không có đề tài gì nói, chỉ là ngồi đây để trả lời những câu hỏi ai
Có những câu hỏi gì cứ hỏi. Ngồi đây cũng được cả trăm mấy người ha. Trên núi lúc nào cũng đông người ha. Ngoài có ai có gì hỏi không? Any question? Just ask me. Sư phụ con muốn hỏi mai mốt sư phụ về Việt Nam, sư phụ còn quanh lại Mỹ, sư phụ còn quanh lại Mỹ, quanh lại Thiên Long Sơn. Sư phụ chưa biết tương lai như thế nào, sư chỉ bay theo mấy cái lời của chị, tức là anh Mẫu Lữ Hạnh nói, Đức Thầy nói, gần mấy chục năm nay dạy sư phụ từ lúc không biết gì hết mà tới ngày hôm nay, thì là mỗi một lần mà sư phụ biết sư phụ sẽ là vua nước Việt, sẽ là về nước Việt, thì là cái hoàng cung là bên nước Việt. Mà trong khi cái núi này mình 500 acre đối với hải ngoại nó là quan trọng đúng không? Nó là chuyện lớn á. Mà chị thường nói đây chỉ là cái ngọn đồi nhỏ thôi, không phải một cái nơi rồi một vị khác. Nói Thiên Long Sơn chỉ là một cái nơi thao trường thôi. Rồi một vị khác nói, tại mỗi vị nói một cái câu, một vị khác nói ở đây chỉ là cái khung của bức hình thôi. Rồi một ông Sơn Thần mình là ông nói tại vì mỗi ngày sư phụ hay ngồi chơi với ông nói chuyện, chừng nào thái tử mới rời khỏi núi lo cho nước Việt. Cái đó là khi một cái chìa khóa trong đời ngài mở ra, tất cả những nơi nào, tức là mấy giấy tờ xây dựng cho núi nè, nó cũng hanh thông hết. Còn khi mà nó bị khóa thì gì cũng khóa. Cái là chìa khóa cuối cùng là gì con biết rồi đó. Thì ngài nói á, sau này á, sợ thái tử không có giờ mà nghĩ tới cái núi Thiên Long Sơn nữa. thì mỗi vị trả lời một kiểu. Thì còn cái chuyện mà sư phụ có trở về đây hay không thì sư phụ không biết. Nhưng mà cuộc đời sư phụ là coi như là máu nó dính trên cái núi này. Từ lúc mà mua nó tới ngày hôm nay, không có cục đá, không có cây nào mà không có bàn tay bàn chân sư phụ đặt vô á, thì nó đã là một cái trong cơ thể này rồi. Dầu cho có đi về Việt Nam á, ở trong cái cung vàng điện ngọc toàn là vàng bạc hột sòn á, nằm lăn ở trong đó cũng không có đã bằng ngồi ngay chỗ gốc cây trên Thiên Long Sơn nữa. Thì cái mơ ước cũng vẫn là về đây chứ không phải là ở đâu hết. Nhưng mà có được như vậy hay không thì phải coi cái duyên. Tại vì nhiệm vụ xuống thế gian này là cứu nước Việt. Tại mỗi một giây một phút á, là phải đi gặp người này người kia, lo chuyện này chuyện kia. Chứ còn mình về đây là cái đầu của mình nó giống như là nó trống rỗng à. Nó phơi phới à, không có suy nghĩ gì hết. Ngồi hồi cũng gió mát cũng ngủ nữa. Vô tư vậy đó, không có gì suy nghĩ á. Mỗi lần lên núi là chiêm môn là vậy không à. Cũng hy vọng sau này về. Nhưng mà ở vào cuối đời, thụ sinh cha đó, cha ở trên Ấn Định thụ sống tới 88 tuổi. Thì thụ nói đến năm 85 tuổi á, thì giao lại hết cho mọi người. 3 năm cuối sư phụ về núi ở lại nhà Bụi Trúc để mà ngồi nhập định ở đó rồi thăng thiên luôn. Thì mà đó là mơ ước mà không biết có được không. Nhưng mà có một số đệ tử là được chọn đi theo sư phụ đi về nước Việt á. Cái đó nó phải tùy theo cái câu này của một vị nói. Thì thường sư phụ nói chuyện là bề trên dạy không à,
mà bề trên dạy thì sâu sắc hơn mình. Bề trên nói á, tại có một lần sư phụ nói chuyện với vợ sư phụ, tức là Quyền Châu á, là nguyên thần của sư mẫu á, và những vị khác, thì thường nói cái nguyên thần chỉ chịu trách nhiệm có 50% của thân khẩu ý, tức là xác phàm. Cũng giống như linh hồn của con nó chịu trách nhiệm một phần của xác phàm của con thôi. Mà xác phàm á thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm những chuyện bồng bột, và nó cũng giống như dân chơi, nó giác súng vô nó ghi giống như Las Vegas bắn vậy đó. Tức là nó mất đi lý trí đó. Thì lúc nào mấy con cũng có thể đổi ý được, hiểu không? Phải tu tập và phải giữ vững lòng tin tuyệt đối. Ai mà có giữ vững lòng tin tuyệt đối á, ít có ai mà làm hại mình lắm. Không có ai có thể dụ dỗ mình được khi mình có lòng tin tuyệt đối. Cũng như Đức Thầy nói, qua cuộc sàng lọc rất là khó khăn về thiên ma chánh và tà, thiên ma và thiên đạo. Chúng ta là thiên đạo, là đạo trời, chống lại với thiên ma sàng lọc rất là khó. Thì người Đức Thầy nói, người nào có lòng tin bất diệt, người đó sẽ không bị lung lay. Đó là lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ mới vừa nói. Phải có lòng tin bất diệt. Ok, bây giờ không có đứa nào hỏi thì phụ đọc những cái lời hay ý đẹp của mấy vị bề trên dạy, nhưng mà cái máy này cũng nhờ có Thiên Diệt Hồng viết xuống, thì phụ kết nạp lại thành một mớ, thì phụ đọc tới đâu thì mấy con nhớ tới đó thì bỏ lên mạng luôn đó. Nó cũng khoảng cái trăm mấy trang bữa nó viết tới giờ nè. Tất cả hãy kiên trì, đừng phụ lòng cha mẹ và thái tử. Đừng bị những cám dỗ trước mắt mà cuốn theo. Mọi sinh linh trên đời đều có niềm tin và hy vọng. Mọi người ráng giữ niềm tin. Công chúa Thượng Bình chỉ dạy tại nhà Bụi Trúc ngày 11 tháng 8 năm 2024. Đó là lời của nguyên thần của Mai Thảo ạ. Ta cần mong cho loài người vượt qua được vật chất, tư tưởng để biết đến cha và trời Thượng Quân, để biết đến cha và thời Thượng Quân Thánh Đức Thái tử Thiên Nhãn dạy tại nhà Bụi Trúc ngày 13 tháng 8 năm 2024. Để đọc lại thời Thiên Nhãn là ai con biết không? Tức là sư phụ là nguyên thần á. Sư phụ thường hay nói chuyện với nguyên thần của sư phụ nữa. Ta cầu mong cho loài người vượt qua được vật chất, tư tưởng để biết đến cha và thời Thượng Quân Thánh Đức. Đó là lời của Thái tử Thiên Nhãn dạy, tức là nguyên thần sư phụ, chứ không phải ra từ cửa miệng sư phụ nha. Nguyên thần. Đời người chưa đến trăm năm, cớ chi mà tranh giành. Đó là lời của công chúa Thượng Bình dạy tại nhà Bụi Trúc ngày 13 tháng 8 năm 2024. Nước Việt sẽ mãi trường tồn. Đó là lời của Thủy Cung Thánh Mẫu dạy tại Thiên Long Cung là ở bên Houston ngày 25 tháng 7 năm 2024. Nước Việt sẽ mãi trường tồn. Khi một vị thánh nhân mà nói, có nghĩa là nước Việt mình là không có bị Tàu chiếm, đúng không? Không có bị mất nước, đúng không? Thể trên đã nhìn thấy, thì nói một câu vậy đó. Nước Việt sẽ mãi trường tồn. Đó là trong Ngũ Long công chúa, người chị lớn thứ hai của sư mẫu, là cái tượng đang thở ngoài đó đó. Tự hào, hãy tự hào về sứ mệnh cao cả của mình. Đó là lời của công chúa Quyền Châu nói, tức là nguyên thần của sư mẫu. Nguyên thần sư mẫu về hay dạy dỗ cho sư mẫu, tức là hạnh thảo. Thì tại Phở Hào, mình có Phở Hào, ngày 15 tháng 8 năm 2024. Hãy tự hào về sứ mệnh cao cả của mình. Thiện ác là do tâm,
không phải do công việc. Ngủ tỷ dạy tại Thiên Long Cung ngày 25 tháng 7 năm 24. Thiện ác là do tâm, không phải do công việc. Thì cái đó mình phải suy nghĩ thêm chút. Nó hơi ngắn nhưng mà nó sâu sắc đó. Ngũ tỷ là ai? Là một trong 12 người chị của sư phụ, người thứ năm, cũng hay đứng bên cạnh sư phụ. Hạt giống ta đã gieo xuống, bón phân hay tưới nước, bón phân hay tưới thuốc là tùy họ. Hạt giống ta đã gieo xuống, bón phân hay tưới thuốc là tùy họ. Đó là lời của Thái tử Thiên Nhãn dạy dưới gốc cây. Nghe nhiều chuyện tức là ở đằng đó. Ngày 21 tháng 7 năm 24, gốc cây tức là chỗ đó, gốc cây nhiều chuyện. Tức là hạt giống ta đã gieo xuống, tức là cái đạo Thiên Nhãn đã gieo xuống. Bón phân hay tưới thuốc là tùy họ. Sau này nhân loại sẽ học được ý nghĩa thực sự của tình thương. Đó là lời công chúa của Thượng Bình dạy tại Phở Ao ngày 15 tháng 8 năm 24, tức là nguyên thần của Mai Thảo. Thái tử xây dựng sự nghiệp từ con số 0, giờ về lo cho nước Việt cũng từ đó mà gây dựng nên. Tại có một lần, đây là Đại Thần Trần Hưng Đạo dạy, tức là sư phụ nói chuyện với ngài Trần Đạo là vua nước Việt đó, Đức Thánh Dương đó. Có lần sư phụ nói giờ nước Việt đang đói khổ, sư phụ về hốt cái ổ rác rồi làm sao mà cứu dân. Thì ngài ổng trả lời một câu vậy đó, ổng nói thái tử xây dựng sự nghiệp từ con số 0, giờ về lo cho nước Việt cũng từ con số đó mà làm, mà gây dựng nên. Mình hỏi ổng tiền để ở đâu mà ổng trả lời vậy cũng như không. Nhưng mà có ý nghĩa đúng không? Đấy là cái hãng chứ hồi đó qua Mỹ đâu có tiền đâu mà lập lên, bây giờ cả tỷ đô á. Ta tin các ngươi vượt qua được bản ngã chính mình. Ngày mà muội biết được ý nghĩa cuộc sống, đó là ngày muội hạnh phúc nhất. Thái tử Thiên Nhãn dạy sát phàm của Quyền Châu hạnh thảo tại Phở Hao ngày 15 tháng 8 năm 24. Ta tin các ngươi vượt qua được bản ngã chính mình. Ngày mà muội biết được ý nghĩa cuộc sống, đó là ngày muội hạnh phúc nhất. Tại những ngày đầu á, sư mẫu không bao giờ chấp nhận lên màn hình chung với Mai Thảo, cứng rắn lắm. Thì mỗi một vị trên trời á, người này người kia nói mấy câu rồi bắt đầu từ từ cảm nhận á, thì bây giờ nó mới có cục diện ngày hôm nay, con hiểu không? Ở ngoài đó con Hương vợ ngang nói sư mẫu bị thất sủng. Tức cười sư mẫu càng được. Sư mẫu hồi sáng mà nói em hy sinh nhường anh một phần đi chung với Mai Thảo là cho dân tộc, là một nhiệm vụ cao cả, là em phải hãnh diện mới đúng, chứ không có giống như người đời mà ghen tuông. Sư mẫu nói vậy đó, tự nhiên cái miệng bà nói ra vậy. Thôi bảo mà coi quyết được hả? Bà nói là anh Việt Nam cần có người săn sóc, rồi phải lo chuyện này chuyện kia, là một nhiệm vụ cao cả, em phải hãnh diện, là một hy sinh cao cả, là tốt phải không? Thôi, tự nhiên cái miệng nói ra câu đó. Hai người này giờ thương nhau chị em ruột. Nước Việt sẽ mãi mãi trường tồn. Câu này đã đọc rồi. Sai lầm của nhiều nhà vua thời đại trước
là do quá tin vào cận thần. Sau này khi làm vua, con nhớ lấy bài học này. Khi về nước, con nhớ đến những đền thờ vua để thăm viếng. Đó là lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy sư phụ. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là ngồi đây nè, để đọc lại nha. Sai lầm của nhiều nhà vua thời đại trước là quá tin vào cận thần. Sau này khi làm vua, con nhớ lấy bài học này. Khi về nước, con nhớ đến những đền thờ vua để thăm viếng. Nghĩa là những đền vua nước Việt mà ngoài Bắc á, thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông kêu sư phụ đến thăm viếng. Thì lâu lâu sư phụ ngồi trước tượng á, sư phụ thỉnh thì mấy vị về nói chuyện vậy đó. Những ngày sắp tới rất là quan trọng. Đó là Nguyên Thần Thái Tử Thiên Nhãn nói ngày 17 tháng 8 năm 24 tại buổi trục. Bảo vệ, vì Thiên Nhãn đã hứa sẽ bảo vệ ta. Nguyên Thần Công Chúa Thịnh Bình nói. Trung thành hai chữ dễ ghi. Mấy ai giữ được lòng trung với người. 50 năm dài cận bên. Một rừng công đức đốt ra bụi tàn. Chỉ vì phạm thượng với thiên mà bị mất mất điểm bài thi cuối cùng. Và vì hai chữ của tôi bỏ đi cơ hội lập công với trời. Thái tử cũng học bài này, biết được trung hiếu của người cận bên sau này sẽ vững vàng hơn. Khi về lập quốc, chọn người lòng trung. Ngày 17 tháng 8. Lời nguyện. Những lời nguyện hôm nay sẽ được ghi khắc đến cuối đời. Đừng quên và đừng chối bỏ chính mình. Nguyên Thần Thái Tử Thiên Nhãn nói tại nhà buổi trúc ngày 18 tháng 8 năm 24. Cái ngày bữa đó cả đám mấy đứa con thờ với Thiên Nhãn là sẽ theo phò Minh Dương đúng không? Thì đó câu này. Những lời nguyện hôm nay sẽ được ghi khắc đến cuối đời. Đừng quên và đừng chối bỏ chính mình. Tánh thiên của ta luôn biết đủ và vui với những gì mình có được hôm nay. Lời Nguyên Thần Thái Tử Thiên Nhãn dạy tại nhà Bùa Trúc ngày 18 tháng 8 năm 24. Sự sống. Nguyên Thần Công Chúa Thượng Bình chỉ dạy tại nhà Bùa Trúc ngày 18 tháng 8. Những gì mọi người thấy được chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ. Khi chúng ta biết được hành động cá nhân đều ảnh hưởng đến tập thể là lúc chúng ta thật sự sống trong cõi đời. Tức là mà để đọc lại nha. Những gì mọi người thấy được chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ. Khi chúng ta biết được hành động cá nhân đều ảnh hưởng đến tập thể là lúc chúng ta thật sự sống trong cõi đời. Đó là Nguyên Thần của Mai Thảo, tức là Công Chúa Thuận Bình nói. Giúp người. Tất cả những phước tạo ở đời này đều được ghi chép kỹ lưỡng. Chỉ một việc nhỏ giúp người cũng có thể cứu được mạng sống khi cần. Các con nên ghi nhớ và đừng quên mình bắt đầu từ đâu. Lời của Ngọc Thiên Đại Đế, tức là cha của Thượng Bình nói cái này. Chỉ dạy tại nhà Bùa Trúc ngày 18 tháng 8 năm 24. Đọc lại nha. Tất cả những phước tạo ở đời này đều được ghi chép kỹ lưỡng. Chỉ một việc nhỏ giúp người cũng có thể cứu được mạng sống khi cần.
Các con nên ghi nhớ và đừng quên mình bắt đầu từ đâu. Lời của Ngọc Thiên Đại Đế chỉ dạy tại nhà Bùi Trúc. Chân lý. Đời sống cần có chân lý, nếu không dẫu là thần đồng cũng vô dụng. Thái tử Thiên Tấn Kiệt nói ngày 12 tháng 7 năm 2001. Tức là lúc đó nguyên thần của sư phụ á, nó muốn đi tu. Lúc đó đang làm chủ, mà mỗi lần mệt mệt mà vô ngồi trong cái phịch nằm á, cái mình cứ nhớ những chuyện gì không à, những cái đó, thì tự nhiên nó lấy cái viết ra ghi vậy đó. Cứ nghĩ là hồi xưa mình nghèo, vô trong ATM rút ra 40 đô á, nó cũng không ra nữa. Nó ra được có 20, có bữa nó không ra luôn nữa, không có tiền đổ xăng nữa. Rồi bây giờ mình cầm trong tay bạc triệu cũng chả ý nghĩa gì hết. Thì lúc đó ngồi cái ngộ đạo á, thì cái tự động viết ra mấy câu này nè. Thì lúc đó năm 2001, sư phụ có rất là nhiều tiền thời đó, tại cái vùng này nó lên lẻ đó. Cái sư phụ viết ra được đời sống cần có chân lý, nếu không dẫu là thần đồng cũng vô dụng. Tại vì ở trường sư phụ học ra cả 1000 thằng. 1000 thằng đó nó vô nó làm được lương 80-90 ngàn năm á, chừng có 100 thằng thôi. Trong 100 thằng đó nó cũng giỏi là kỹ sư hay giỏi về cái chuyên viên chuyện của nó làm kiếm tiền, nhưng mà khi ra mở hãng chỉ có một mình sư phụ à. Thì sư phụ nghĩ sư phụ là thần đồng rồi, tại trong một thời gian ngắn mà làm rất là nhiều tiền. Rồi cái bắt đầu mình nghĩ, ủa hồi không bao lâu, cách đây 4 năm trước mình tìm 1000 đô cũng không ra, mà sao bây giờ mình nhiều tiền như vậy, rồi mình lại còn muốn cái gì, tại nó cứ vơi vơi muốn hoài à. Thì từ đó thì mới viết ra được cái câu này. Thì nó kéo dài cái tâm lý cho tới năm 2007 á, mở chùa đi học học đạo, học triết lý suốt thời gian. Nó phải có nguyên nhân. Còn cái này á, là 2001. Thì bữa mấy đứa đi vô văn phòng sư phụ á, thụ lấy cả tờ giấy á, nó cũ mềm sắp rách đúng không à, thì nó có cái câu này, thì mấy đứa nó về nó ghi lại đó. Còn nữa, còn ghi mấy câu: lương tâm và linh hồn, vì vật chất, tương lai, gia đình và cuộc sống, hàng ngày mình có thể lấn ép thể xác để đạt được như ý, nhưng đừng bao giờ lấn ép lương tâm và linh hồn nguyên thủy của mình. Thái tử Thiên Tấn Kiệt ngày 27 tháng 2 năm 2002. Lúc mà sư phụ ngồi buồn buồn á, mà viết ra câu này á, là vì sư phụ nuôi 12 anh em, nuôi cha mẹ, dòng họ bên nội bên ngoại cũng cả 100-200 người á. Rồi nuôi một cái đàn tăng ni là bên khắc sĩ, chị của sư phụ tu, rồi xây 6 cái chùa. Bao nhiêu tiền cũng gửi gì hết. Vật chất, tương lai, gia đình, cuộc sống hàng ngày mình có thể thắng ép thể xác, cứ nghe là buổi sáng thì sư phụ phải đi gọi nói chuyện khách hàng, rồi đồ trễ, đồ nhận hàng mới đồ vô, nhận PO mới đồ vô, rồi blueprint, rồi đi pick up blueprint, rồi đi mua material, rồi đi làm đủ hết. Rồi có những buổi đi họp hành với khách hàng nữa. Rồi sao là tới chiều, 5-6 giờ chiều, khi mà khách hàng nó về nhà hết, kỹ sư đám tụi nó đi về, nó đừng làm phiền mình nữa. Tại vì khi mình mở công ty nó cứ gọi qua hoài à: ê Kiệt, đồ tao mày xong chưa? Rồi cái hồi thằng kỹ sư kia nó: ê Kiệt, tao quên missing cái dimension này, tức là thiếu cái số này, mày bỏ giùm tao ơi, tao đổi cái bản vẽ, mày qua mày lấy bản vẽ mới mày làm này, mày chạy chưa? Tức là đủ kiểu, buổi sáng nó như là con dồi vậy đó, khùng luôn vậy đó. Rồi đến 5-6 giờ chiều bắt đầu im xuống. Thì lúc đó thì bắt đầu mới thay cái bộ đồ vest ra, rồi mặc cái bộ đồ của thợ tiện á, rồi vô bắt đầu đứng đánh program. Hồi xưa sư phụ là người đánh programmer luôn. Rồi đánh sao? Đánh rồi bắt đầu bế tô cơm đứng canh cái máy, coi nó chạy, phải không? Coi nó chạy. Chạy mà nhiều lúc cái phạt nó đâu có chạy chừng 2-3 tiếng xong. Nó chạy cho tới khuya, 2-3 giờ khuya luôn. Tại nó phải chạy dài á. Thì phóng ở đó 2 giờ khuya. Rồi sáng thức dậy là 5 giờ rưỡi sáng. Tức là cuộc đời nó cứ ngủ ngày được 3-4 tiếng là dữ lắm. Không có thể nào mà ngủ hơn 5 tiếng trong đời người hết. Cả một cái sự nghiệp là gây dựng là như vậy đó. Thì nên mới có câu này nè: lấn ép thể xác được, nhưng mà cái linh hồn mình không có lấn ép được. Tại cái linh hồn á, nó cần có một cái gì đó. Là từ năm 2001 á,
là sư phụ thấy là giống như cái tiền bạc này nó phù du rồi, nó không có phải là một cái thứ mình ham muốn nữa. Rồi mình mở ra cái hãng xưởng như vậy thì phải đi theo người ta thôi, tại vì nếu không mà đóng cửa hãng chứ, nếu không thì mình đâu có ai giao du với mình. Thì mới ngồi buồn buồn mới viết ra cái này nè: vì vật chất, tương lai, gia đình, cuộc sống, hằng ngày mình có thể lấn ép thể xác, tức là làm bán chết bán sống, ngủ trong hãng luôn, để đạt được như ý, tức là cho cái hàng nó ra đúng ngày á. Nhưng đừng bao giờ lấn ép lương tâm và linh hồn nguyên thủy của mình, tại lúc đó nằm buồn buồn cũng nổi sùng lên ha. Tại sao mình phải nô lệ, mình phải chạy theo cái này? Thì câu cuối cùng là vậy đó. Thì nó kéo dài thêm 5 năm nữa, thù giúp áp. Ok, I'm going to be a monk. Không có thích làm chủ nữa. Là 201 là bắt đầu chân lý, tới 202 là viết ra câu này phải không? Dài tới 207 là xong, giao tụi mày làm gì làm. Chứ không phải khi không mà dễ tu đâu con. Nó phải có một cái giai đoạn mình, cái suy nghĩ của mình á, mình có thể chống đối tất cả nhưng mình không thể chống đối với lương tâm của mình. Lương tâm với ý chí của mình nó muốn cái gì á, mình phải theo nó. Còn thí dụ những người mà làm những cái chuyện sai lầm trong quá khứ, có thể đi lấy tiền của công ty, hay là đi ngoại tình với bồ cũ, vân vân, thì mình nghĩ người đời không biết cái đó là chuyện xong, không có. Đến một lúc con người mình trở thành thánh thiện trở lại, lúc đó mình không có thánh thiện, mình làm những chuyện đó. Khi đến một lúc mình ngộ ra mình thánh thiện, mình hối hận. Vui thì chỉ có một khắc một giây, mà hối hận là hối cả đời. Khi hối hận cả đời có nghĩa là gì? Cả đời không có nụ cười đó. Trừ khi mình sám hối và mình nhận lỗi thì nó sẽ xóa đi. Thì cái phương cách để sẵn đây sư phụ dạy, khi mà mình không có muốn con mình nó khi dễ mình, chồng mình hay là những người thân khi dễ mình, khi mình đã làm một cái chuyện trọng tội, có lỗi, lỗi nhỏ hay lỗi lớn, thì mình tự viết xuống cái tờ giấy, lên trên điện mẫu hay là ở nhà có bàn thờ cũng được: con Nguyễn Thị A, ngày 24 tháng 7, vì con bồ cũ con nó ghé thành phố thăm, con lỡ đi ăn với nó và con lỡ đi khách sạn, con xin sám hối với mẹ với cha. Đọc nha, đừng có ai nghe nha. Rồi xong mới lấy cái tô nước đốt. Như vậy quả mai nó xóa đi cái lương tâm của mình. Còn nếu mà không làm như vậy hả, mà con có sám hối lên sám hối xuống, nó cũng vẫn còn nhớ. Khi mình viết ra đó, cái lại giới thức của mình đó, nó đã thành tro rồi, nó đốt thành tro tàn rồi. Cho nên tất cả hàng đệ tử nên tự mình làm như vậy. Để mà có cái đời sống nó vui tươi tiếp tục. Biết cách sống. Một người biết cách sống là nhà ở không cần lớn nhỏ, chỉ cần sạch, gọn, biết trưng bày. Thứ hai, ăn mặc không cần đồ mắc hay đồ rẻ, đồ hiệu, chỉ cần chính mình thấy đẹp là được. Thứ ba, làm người đừng sống quá ích kỷ, nên tin người và thương người thì mình sẽ được người thương. Thái tử Thiên Tướng Kiệt, ngày 3 tháng 5 năm 2022. Cái sư phụ mới viết ra tiếp tục những cái bài kế tiếp. Một người biết cách sống là nhà ở không cần lớn nhỏ, chỉ cần sạch gọn, biết trưng bày. Mấy con không tin á, đừng có ham nhà ở green hay là 2 triệu hay 3 triệu nó bự chừng nào á. Đến lúc mà con bị đau chân hay lên lầu không được á, con sợ cái nhà bự của con còn hơn là con về đó giống như nhà tù vậy. Tại vì mình sống sạch sẽ, mình thấy nhà bự mình mà mình không có lo được là mình thấy bực rồi đúng không? Mà mướn người ở vô mà họ làm ồn ào, họ là không đúng với mình càng bực đúng không? Thà mấy con ở cái studio 200.000 mà trong nó đẹp, mình chỉ cần có giường, cái sofa, cái tivi surround sao là đầy đủ rồi. Còn nếu mà thêm một chút xíu mà đầu óc thẩm mỹ nữa thì mua đúng cái đồ mình trưng bày đúng cái bức tường đây, rồi đèn đồ nữa thì nó cũng là thiên đàng. Còn hơn là ham cái nhà bự rồi làm sao? Con dền là con dán là đúng không? Chưa chắc nó chuột nữa. Mà thêm một chuyện này quan trọng,
mà mấy người giàu họ không bao giờ biết. Tại sao ở bên Anh hay bên Pháp những cái lâu đài đều có ma quỷ trong đó, mà ma quỷ nó ở lâu thành tinh đó, nó hiện luôn á. Là vì ma quỷ nó cũng thích ở mấy cái nhà bự. Mấy con công nhận không? Con ở cái condo nhỏ nhỏ chừng 500 square feet, 700, mình vừa đủ thôi, hai vợ chồng thôi. Ờ, bữa nay anh hút bụi đi, hút liền gọn, có 2 phút là xong. Còn cái nhà bự kia anh hút bụi, để mai anh hút nghe. Có công nhận không? Thì những cái biệt thự của anh đều có ma quỷ. Thì con nghĩ cái nhà Evergreen con mua hay mấy nhà trên núi mà con mua 5.000 square feet, 7.000 square feet, có ma không? Có. Guarantee luôn. Nó nằm ngủ trên lầu mình không có hay, hỏi cái phòng nào trống là nó vô. Nó ở đầy đường luôn á, ma quỷ mà. Cho nên cái gì mà mình đủ xài á, là mình không có bị, mình occupy hoặc có người tới lui, có khí dương của mình thì nó sợ. Con ma nó chết nhát còn hơn là thằng homeless, mà nó lại chơi xấu mình còn hơn thằng homeless nữa. Là vì nó nghĩ mình không thấy nó. Ở cái nhà sư phụ mua cái phở heo á, lúc mà sư phụ ở hôm đó có thằng Mỹ nó vô, sư phụ là người thần thông, sư phụ thấy đuổi nó từ ở trong cái master bathroom, cái ảnh chạy đi vô trong cái phòng tắm, cái anh nằm trong cái bồn tắm ha, nằm ngửa vậy nè. Cái nó mày còn chưa chịu đi nữa, mày còn ở đây. Cái bắt đầu sư phụ đuổi gượt, cái mình phải mở cửa sẵn phải không, phải đuổi cái anh chạy ra ngoài cửa sau. Thì sư phụ tưởng đâu nó đi rồi im, mà cái nhà nó sư phụ ít có qua lắm, lâu lâu dẫn mấy đệ tử tới ca rồi chơi thôi, hay là ăn uống đồ khi trời lạnh rồi. Cái này coi sư kể 4-5 năm về trước chứ không phải mới đây nha con. Đây là cái chừng 3 tháng sau cái sư chở qua nữa, tại không có người ở, cái nó chở vô lại. Trời, tao là thái tử lại, lúc đó sư biết rồi mà mày còn gan như vậy. Rồi kéo đầu sư mới ra lệnh ông Sơn Thần ở lòng thổ địa đó, chỉ có ông thổ địa mới giữ nhà mình được, nhưng mà mình phải connect với ông thổ địa được. Chứ còn mình không có cách nào mình đuổi. Còn người thường làm sao nói chuyện với thổ địa. Đến lúc sư phụ ra lệnh ông thổ địa, hay ông tại sao ông cho nó vô. Là ông ok rồi, tôi hứa thái tử tôi không cho nó vô nữa. Chứ ông thổ địa cũng là vô hình, còn nó là gì, nó cũng vô hình đúng không. Thì hai người là bạn nhau á, nhiều khi hai ông ăn nhậu nhau đúng chừng đó. Nó thiệt vậy mà. Tại con ma nó cũng là người, con hiểu không. Còn thổ địa là cái người tốt, rồi sống lâu năm cũng thành ma, rồi ma giết từ từ lên rồi cha phong cái chức thổ địa. Có chuyện đó. Cho nên sư phụ bảo đảm nhà bự nào cũng có ma hết, ở trống phòng là có. Còn ăn mặc không cần đồ mắc đồ rẻ, chỉ cần chính mình thấy đẹp, đó là sự thật á. Bây giờ á, con giàu có, con mặc cái, con đeo cái hột sòn bằng đá đi, người ngoài đường cũng tưởng nó hột sòn thiệt nữa. Còn cái người mà nhìn cái mặt mà giống như vừa ăn hối lộ xong, mà cái mặt là không có đúng là phương phi, không phải là đúng là giàu đó, mà con đeo cái hột sòn thiệt, người ta cũng cho đó là giả nữa, tại ta đâu có biết. Còn đồ cũng vậy, thế mà có người mà tướng sang đẹp, mặc cái là ta thấy đẹp. Còn cái tướng mà xấu quắc mà mặc đồ kiểu nào thì cũng xấu à. Cho nên nó không cần đồ hiệu. Còn câu thứ ba là làm người đừng quá ích kỷ, tin người và thương người. Thì sư phụ đã có cái tánh không ích kỷ, và lúc nào cũng thương người. Từ lúc mở hãng lập sự nghiệp, thì trong hãng sư phụ có một cái luật, cái rule, cái luật, cái quy tắc. Tới ngày hôm nay cái quy tắc nó vẫn còn hiện hữu ở dưới hãng. Hãng hiện giờ là thứ bảy cũng đang người đang làm. Hiện bây giờ cũng là 300-400 người. Hồi những năm nó bận nó 500-600 người. Đó là những ai đi theo giúp sư phụ làm nhân công của sư phụ 5 năm. Sư phụ cho một cái máy CNC. Cái máy đó có thể 150-200 nghìn. Nhưng mà sư phụ chạy 4-5 năm sư phụ đã thác ray off rồi. Thì cái máy cũ nó vẫn còn chạy tốt. Và sư phụ tặng cho cái thằng đệ tử đó. Và sư phụ kêu nó phải đi mở hãng. Và đồng thời á, trong thời gian đầu nếu nó có khách hàng thì nó đi. Còn nếu nó không có khách hàng, nó trở về hãng sư phụ. Sư phụ cho nó sắp contract khoảng 50 nghìn tháng. Rồi từ từ cái nó đi tìm khách hàng đó.
thì hiện bây giờ cũng vẫn còn cái luật đó. Mấy con không tin thì xuống hỏi đi. Thì từ thời đó đó là năm 2002 thì đã có cái luật đó, cho tới ngày hôm nay là năm là mấy chục năm rồi. Ở hãng ai cũng biết chuyện này. Có nghĩ trong khi ông bà mình dạy á, thà cho vàng chứ không có cho kéo cả đàn đi buôn, đúng không? Mà tại sao sư phụ phải làm vậy? Là vì sư phụ biết cái này nó không phải là cái này là cái người tạm thời của sư phụ. Trong cái đầu sư phụ nghĩ cái hãng làm cái tiền chỉ là chơi thôi, chỉ có tiền để đi mua núi, đi mua đất, mua nhà rồi thôi, chứ nó không phải là lý tưởng forever của sư phụ. Và sư phụ bảo đảm ngoài đó không có thằng nào giỏi hơn sư phụ hết. Sư phụ chấp tụi nó luôn á. Thằng nào sư phụ cũng vậy, đánh phô ra mà cũng cho máy. Thì nó theo 5 năm cho nó một cái máy 50.000 cũng giống như tặng cho thằng đệ tử của mình thôi, là bonus thì đâu có gì đâu quá đáng. Nhưng mà cái quan trọng là kêu nó về hãng để sub contract cho nó, là hãng sư phụ làm direct cho Intel, cho những cái hãng chip lớn đó. Lúc nào cũng có đồ nhiều lắm. Thì tới ngày hôm nay vẫn còn đó nha. Ông tin đi vô làm 5 năm đi. Mấy đệ tử nghe cái này nó biết mà. Phụ nói trên này, nói trên thế giới đâu phải nói cho một số người nghe đâu. Còn vẫn còn cái luật đó. Thì sư phụ không có ích kỷ. Còn mấy thằng chủ khác sức mấy mà có vụ đó. Còn bảo hiểm mà đi bác sĩ của sư phụ hả, thuộc còn cho thêm cái visa nữa, copay 40 đồng vẫn lấy visa của hãng trả, mua thuốc 40 đồng mỗi một loại á cũng lấy visa của sư phụ, tức là nhân công không có đồng bạc nào luôn, là sư phụ phải dùng tiền của hãng trả riêng. Còn những cái hãng bán insurance bảo hiểm mà về sức khỏe đó, nó chỉ cover 90-98 là dữ rồi. Còn đi nhà thương cũng vậy, bao nhiêu mà tiền different là đều là sư phụ lo hết. Nghĩa là nhân viên hoàn toàn 100%. Ở đâu, ở cái vùng này á, mấy cái thằng hãng làm như Apply Material hay là mấy hãng lớn á, nói mày hãng nhỏ nhưng mà benefit còn siêu, còn ngon hơn Apple nữa. Có nhiều thằng nó nói hãng sư phụ benefit còn ngon hơn hãng Apple nữa mà. Tại vì sư phụ biết được mỗi khi một đệ tử mình á, nhân viên cũng là đệ tử. Tại nó cũng có duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp, cũng là quân tướng của mình. Hôm nay nó mới theo sư phụ, có nhiều thằng theo cả đời luôn á, gần 30-40 năm. Đá nó ra khỏi cổng nó cũng lăn vô rồi, nói bây giờ tôi chết tôi cũng đi theo anh đó. Là trong hãng sư phụ là một số người gọi là cụ thần á. Thì mình biết tiền kiếp mình có duyên với nó, hôm nay nó mới đầu thai lại, nó gần với mình làm nhân công của mình. Còn cái hãng sư phụ là đâu phải của sư phụ, của cha mình. Hồi xưa mấy vị nói đây là cái kho của thiên đình. Cái hãng sư phụ là cái kho. Một năm nó làm nhiêu tiền là để làm gì? Nó cũng làm mấy chuyện này thôi. Sư phụ xài thì cũng có xài đó, mà đâu có bao giờ xài hết đâu. Thì là tiền của cha đó, còn biết không? Thì mình phải đối xử với người ta là hết mình như vậy. Trên đời này không có ai mà như vậy đâu. Sư phụ không bao giờ nghĩ cá nhân hết. Nóng quá hả? Cởi áo anh chút. Nghĩ mền chút thôi. Trời ơi, sao mà đông dữ vậy ta? Nóng. Rồi. Cầm nhựa áo. Còn thương người thì mình sẽ được người thương. Cái câu đó hồi xưa á, là sư phụ có nghĩ sư phụ là người tốt hết mình với mọi người thì tự nhiên người ta sẽ thương mình. Thì mình nghĩ rất là đơn giản là nó cũng có thật như vậy. Nhưng mà ngược lại, cái số lượng người mà thương ngược lại á, nó cũng có chứ không phải không. Nhưng mà cái số lượng á, có những người á, họ chỉ nghĩ mình tốt quá, họ lạm dụng, và đồng thời họ không có biết ơn nữa. Họ nghĩ đó là giống như đến một lúc họ vì quyền lợi của họ là họ không có nghĩ tình nghĩa. Sư phụ cũng đã từng trải qua cái đó nhiều. Cho nên cái câu này ngày xưa sư phụ viết cũng một phần đúng. Nhưng mà nó không có đúng hết. Vậy mấy đứa con nghĩ những đứa đệ tử cũ á, sư phụ thương nó hết mình đúng không?
đi đâu cũng mua quà cho nó, đi mua chai nước, rồi nghe con lợi bị xỉn thì phụ cũng đi kiếm mật ong nguyên chất cho nó ăn, rồi nó đừng có bị xỉn. Rồi đi xỏ từng cọng chuỗi nó, hôm nay nó ra nó chửi như là tát nước. Nó có bao giờ nó nghĩ tình nghĩa không? Con Chinh nè, nghĩ từ đứa đi con Ngân nữa nè, phụ đối xử như thế nào? Cho nên nó chỉ là đúng một phần thôi. Khi con người mà nó mất lương tri rồi á, giống như thầy Trang cũng vậy, bây giờ nó còn gọi lên khao đi, nó phá cái núi mình nữa nè. Ừ, tại nó quen với mấy người trong khao đi á. Rất là tàn ác á, con biết không? Những cái chúng sanh này á, cha cũng lắc đầu, mẹ cũng lắc đầu, chứ gì đều lắc đầu hết á. Thương dân, sau này khi đệ về làm vua thì hãy thương người dân tất cả mọi vùng miền, không phân biệt một ai. Lời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh chỉ dạy cho Thái tử Thiên Tấn Kiệt tại hãng KNT vào ngày 20 tháng 7 năm 2024. Có nghĩa là chỉ dạy á, sau khi phụ làm vua thì hãy thương người dân tất cả mọi miền, vùng miền, không phân biệt một ai. Và đồng thời Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng có ra lệnh cho Mai Thảo, tức là Thượng Bình, phải học những cái dân số ở trên miền núi, là không phải ngoài dân tộc Kinh, những vùng khác cũng phải thương họ. Thánh Mẫu Liễu Hạnh dạy vậy đó. Thì cho nên sư phụ thì lo chuyện ngoài, còn một người thì phụ chuyện trong, tức là công chúa Thượng Bình thì lo chuyện dân chúng thiếu gì này nọ, phải không? Thuốc men thì mọi người lo mọi thứ vậy đó, chứ không phải người này xuất hiện để sư phụ bị chửi tối ngày đâu. Bận lắm á, thấy lên núi vậy chứ làm homework rồi học bài rồi nghiên cứu tối ngày mình biết ở vùng đó có sắc dân đó, họ đạo gì, họ thiếu cái gì, rồi họ có những cái gì lạc hậu. Thì khi mà sư phụ lên á, thì Thượng Bình với sư phụ với sư mẫu có bổn phận mới chỉnh mấy cái đó lại cho họ không còn sống lạc hậu nữa, dạy họ cách sang minh và đối xử với họ không có phân biệt là người núi hay là người ở dưới thành phố. Cái này là thường á, ở dưới thế gian mấy con có mẹ ruột mình, rồi có cái bà vú để nuôi mình, đúng không? Sư phụ cũng vậy, có phần mẫu. Nhưng mà sư phụ song song có mẹ phần mẫu, sư phụ còn có một cái mẹ vú nuôi sư phụ nữa, tên là Ái Trường Nữ. Thì mẹ dạy cái này nè, nhũ mẫu luôn bên cạnh chăm sóc cho một mình thái tử trên thiên đình, trên thiên đình và cả ở thế gian. Cứ nghe trên trời á, nhũ mẫu cũng lo sức khỏe sư phụ, xuống trần cũng vậy. Thì cứ tuần hai tuần thì sư phụ vấn an mẹ nhũ mẫu. Thì nhũ mẫu cũng như là bác sĩ vậy đó, nhìn vô người sư phụ nhiều lần lắm nghe. Sao cỡ này con ít ăn rau, con ăn rau vô. Cỡ này con uống nước ít quá, mà con giữ lòng bàn chân ấm trước khi ngủ, so lòng bàn chân, vân vân. Tức là nhũ mẫu là người biết mấy cái chuyện về cơ thể sư phụ. Nhưng mà gần đây, cách đây 3 tuần, mẹ nói con sắp sửa đi Việt Nam để làm công việc, thì mẹ trị bệnh cho sư phụ rồi, Phật mẫu. Sư phụ có mấy cái bệnh trong nhưng mà giờ hết rồi. Thì mỗi một lần 15 hay tới nửa tiếng thì sư phụ ngồi thiền, thì mẹ bỏ điển như lên đầu á. Thì 3 lần, bữa nay sư phụ hết bệnh. Bệnh cũng ở trên trời trị.
Bồ Tát. Bồ Tát xuống trần ai cũng bị chúng sanh nguyền rủa và xuyên tạc. Thấy ngộ ha? Nghĩa là Bồ Tát mẹ nói, cái này câu của Phật mẫu nói, Bồ Tát xuống trần ai cũng bị chúng sanh nguyền rủa và bị xuyên tạc. Hồi lúc mà muội muội xuất hiện đó thì sư phụ mới hỏi mẹ mình, tức là Phật mẫu, sao mẹ không cho một ông già hay là bà già gì hay là chụp cái tủ một chút để cho con đừng có bị dèm pha bị chửi theo hồ phò con. Mẹ mới nói á, vì cái tâm của họ đã có cái tâm sân si, con làm kiểu gì nữa họ cũng vẫn xuyên tạc, không phải họ chỉ lấy cái lý do thuận bình thôi đó, họ lấy cái lý do người này thôi. Thì mẹ giải thích như vậy á. Cộng sản mà gì mà nó không có lý do. Cái này lời của Ngài Đại Thần Nguyễn Minh Trực khấn cầu. Ngài hãy nhắc người Việt trong nước và hải ngoại tiếp tục khấn nguyện. Ta, tức là khấn nguyện ngoài Nguyễn Minh Trực. À, việc này không liên quan đến chính trị mà là sự thể hiện lòng yêu nước trong lúc đất nước đang lâm nguy. Đó là lời của Ngài Đại Thần Nguyễn Minh Trực nói. Cứ nghe là khấn ổng để mà cứu dân tộc, tại ổng là lãnh đạo của Hồng Thiên Sông núi nước Việt mình á. Hải ngoại cũng như quốc nội cũng nên khấn khấn Ngài Nguyễn Minh Trực để cứu nguy dân tộc. Thì ổng nhắc vậy đó. Nhân lễ nghĩa trí tín. Nhân có nghĩa là mọi người thương, lễ có nghĩa là mọi người kính, nghĩa là mọi người trọng, trí là mọi người phục, tín là mọi người tin. Mỗi ngày sư phụ vô bàn thờ khấn mỗi buổi sáng. Câu thứ nhất, Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha ba lần, Nam mô Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu ba lần, Nam mô Long Vương Nhạc Phụ, Nam mô Long Mẫu Nhạc Mẫu, Nam mô Ngọc Thiên Đại Đế. Con là Thái tử Thiên Hoàng, cảm ơn các cha các mẹ đã ban ân phước duyên trời ba hài nhi con, Thái tử, công chúa Quyền Châu, công chúa Thuận Bình được trọn đời bên nhau sánh vai chung sức lo cho bá tánh cứu độ chúng sanh. Ba chúng con nguyện đời này hoàn thành xong sứ mệnh thiêng liêng cao cả, khi về trời sẽ để lại câu chuyện huyền thoại truyền kỳ cho nhân gian lưu luyến. Thời không phụ lòng các cha các mẹ bề trên đã tin tưởng thương yêu giao phó cho chúng con tái sanh mang thân người mà không giống như người thường len lỏi trong cõi hồng trần ngũ trược ác thế này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là mỗi ngày thụ khấn vậy. Tức là ba trẻ, nghĩa là trên trời á, sư phụ có 12, 13 tuổi, Hương Bình chừng 10 tuổi. Hồi bữa hổm có Mỹ Mỹ nó nhìn thấy được cái khuôn mặt của công chúa, đó là đẹp gái, tiên mà. Rồi Quyền Châu cũng khoảng 90 tuổi, nhưng mà sáu phàm sư phụ là năm mấy tuổi, gần 60. Cái này cũng 40 mấy, đúng không? Cái kia cũng 40 mấy 50. Sắc phàm nó không có giống như nguyên thần. Nguyên thần của sư phụ là một cực kỳ đẹp trai, teenager, thiệt chứ không phải tự mình khen. Mà người đời không bao giờ, mấy vị nói luôn, thế gian này không ai đẹp trai bằng. Còn Quyền Châu cũng vậy, tức là Ngũ Long Công Chúa, rồi Thuận Bình cũng vậy. Tiên mà, đâu có xấu. Con thấy hình mẹ của mình không? Mẹ của mình là đã cái hình đó rồi, huống chi là sư phụ. Tối nay công chúa Hoàng Châu khấn nè, mỗi ngày sư mẫu khấn cái này này nghe. Cũng y cha gần giống vậy,
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, ba lần Nam mô Hoàng Thiên Đại Mẫu, ba lần Nam mô Long Vương Thân Phụ, khác chút chỗ này. Nam mô Long Mẫu Thân Mẫu, cái này Nam mô Ngọc Thiên Đại Đế, tức là cha của Thượng Bình. Con là công chúa Huyền Châu, cảm ơn các cha các mẹ đã ban ân phước duyên trời. Ba hài nhi con Huyền Châu cùng thái tử công chúa Thượng Bình được chọn đời bên nhau, sánh vai chung sức lo cho ba tánh cứu độ chúng sanh. Ba chúng con nguyện đời này hoàn thành xong sứ mệnh thiêng liêng cao cả, khi về trời sẽ để lại câu chuyện huyền thoại truyền kỳ cho nhân gian lưu luyến. Thời không phụ lòng các cha các mẹ bề trên đã tin tưởng thương yêu giao phó cho chúng con tái sanh mang thân người, mà không giống như người thường len lỏi trong cõi hồng trần ngũ trược ác thế này. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật ba lần. Cái đó là mỗi ngày sư mẫu ba khấn. Con này công chúa Thượng Bình khấn, tại mỗi ngày ba người này đều phải vô bàn thờ hết mới ra khỏi nhà. Mỗi sáng sớm tôi phụ vô bàn thờ, lại cha lại mẹ, dạ thưa cha mẹ con đi. Mỗi sáng là 7 giờ lại phụ rời khỏi nhà, chùa khấn cái đó. Rồi xong cái lấy chai nước, tức là 5 giờ thụ thức ngồi thiền với mấy đệ tử đúng không? Rồi cái tới 6 giờ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, cái phụ ngủ lại chừng nửa tiếng, rồi cái chà răng là đi ra khỏi nhà. Thì vô cái phòng thờ chú phụ, có cái nhà chú phụ có cái phòng thờ cha mẹ riêng, thì đều khấn cái này hết. Thì người này cũng vậy, Thượng Bình cũng vậy, Huyền Châu cũng vậy. Mà ba người này phải giữ lời thề. Một trong ba người mà không giữ lời thề là quỷ xác là đi hết. Cho nên ở ngoài đó đó, giống như mấy đứa mà cái dèm pha đó, sư phụ là hay chỉ cho sư mẫu nói, ồ nó dèm pha em á, em đâu có để rảnh đâu mà coi cái đó. Tại nó muốn chọc tức sư mẫu, nó ồ sư mẫu bị thất sổn rồi, thua rồi, vỡ thành rồi. Tại thấy Thượng Bình ngồi chung á, cái đám vô mình nó hả hiểu vậy, đúng là phạm thượng, chết tới nơi mà cũng không hay á. Không biết cái linh hồn mình sẽ đi về đâu mà cứ xuyên tạc, chống lại trời, chửi cha chửi mẹ. Thí dụ như nó chịu ngồi yên mà để nó nghiên cứu câu chuyện thật hư như thế nào đi, thì mình còn không nói. Nó chỉ là một đám hồ đồ, nhất là con Nga Cao á, nó chửi khủng khiếp. Nó không có đáng là họ thiên. Mấy vị nói những đứa này mãi mãi sẽ không bao giờ về được trời. Nó hên lắm, nó đầu thai thành thú á. Nếu mà nó không có bị nặng như những cái đứa mà cầm đầu á, thì tan theo mây khói thì không nói. Còn những đứa mà ai vua theo mà bị sỏ mũi chạy theo á, như Tấn, con Vân, Nga Cao đó, là những cái đứa bị sỏ mũi theo, nó hên lắm là nó thành thú. Mà thành thú cái muôn đời á, để trả cái quả nghiệp. Bồ Tát xuống trần cứu dân độ thế, Bồ Tát chưa hề sinh ai cục kẹo, chưa hề quyến rũ ai. Đạo thiên chúng ta có ai quyến rũ ai không? Mấy con thích thì lên đây học đạo, đọc kinh thiên tâm. Không thích thì mình cứ đi về nhà, mình coi YouTube, đâu có mắc mớ gì. Thích thì đeo, không thích thì vô cùng rác. Đâu có ai cãi cái họng mình để mà chửi trời, chửi Phật, chửi cha, chửi mẹ, chửi Thượng Đế. Chửi sư phụ tức là chửi Thượng Đế, xuyên tạc đạo thiên tâm là chửi cha. Cha nói vậy mà, ai chửi con có nghĩa là chửi ta. Ở trên nó rất là rõ ràng. Cái này công chúa Thượng Bình nè, con là công chúa Thượng Bình, cảm ơn các cha các mẹ đã duyên phước trời ba đứa. Đại khái cũng giống vậy, thì ba người đều có lời nguyện mỗi ngày, và cái quan trọng nhất là không có nên quên cái lời nguyện của mình. Còn ngoài kia đó là làm thế nào đi nữa đó, từ những người đó sẽ mang khẩu nghiệp. Còn sư phụ với Thượng Bình với sư mẫu không bao giờ trao đảo, tại vì sư mẫu đã nói ra được cái câu chuyện em hy sinh để cho Mai Thảo đi với anh đi vô nước Việt là chuyện một cái hạnh diện cao cả, để mà cứu dân tộc, không có phải là chuyện của người thế gian.
rất là khó làm. Nhưng mà em không phải là người thế gian cho nên em làm được. Anh cũng không phải là người thế gian, Mai Thảo cũng không phải là người thế gian. Đó là sư mẫu nói như vậy. Tại bà biết bà không có làm được. Tại phải lo con, bà phải ở lại Mỹ. Còn sư phụ đi vô nước Việt là biết bao nhiêu jeopardy, bao nhiêu cái nguy hiểm. Bây giờ Phật nãy giờ bao nhiêu tiếng rồi con? 1 tiếng 25 phút. Đủ chưa? Cũng hết hồi rồi đó nghe. Ok, giờ cuối cùng có ai hỏi câu hỏi nào không? Any question? Yes, go ahead, talk. Yes, yeah, tell them. I can talk loud for you. I can hear. No, you cannot hear me with the camera. Yeah, you can sit here. Master, I don't understand Vietnamese. Uh-huh. I'm Chinese from Singapore. Uh-huh. I live in Wisconsin. Uh-huh. I got a message from you from God. Uh-huh. She claimed to be your grandmother, uh-huh. The old empress, uh-huh. And you are the prince from, uh-huh. From heaven. Yes. And she wants me to delete the message to you. Yes. Support Donald Trump. Only America and the whole world need Donald Trump. And only you can rebuild Vietnam. That's all she asked me to tell you. Sit down. Sit down. So that's what's the purpose. I reincarnation. I am a son of God. So my job is not just rebuild Vietnam, rebuild the whole world, and get rid all the hatred and all the communists around the world, and free China out of communist and Taiwan. And also, Trump is one of my soldiers. He come down here parallel with me to help the world. But some spiritual know who am I, but some don't know. But the time is coming up, it's not too long. Trump will be back in the White House. I pray for him already. So I pray for him 2 times for his assassination. And yes, I know. Yeah, I knew. I talked to George Washington. He is the king of this country. So I talked to him all the time. And I talked to spiritual around the world. So I pray for Trump. Last 4 years to come back to the White House. The reason Trump may not continue 8 years the last time, just because I have a big message from heaven, say that this country will divide into 2 countries. And I am living in this country all my life, more than 40 years. Gửi nó cho nó thâu đi con làm gì? Just. So after that, say that this country will divide two countries. So I don't like that. I want to pay something back for this country. So I am, at that time, I say, okay, if you want this country not divide 2 countries, black and white, so that means Trump have to be delayed 4 years. So that's why Trump back 4 years and now he come back. So outside the human being doesn't know what's going on. They just think about this country fight against another country. But actually, my dad and me, it make decision for whole world. So I make decision for the Russian lose to Ukraine. So right now, I make a decision for Trump come back to White House. And also, I don't know how you know who am I. And I have no idea. I have no idea. Yeah. You get a message, huh? Yeah, by the way, I do not know your name. I only know your name in Chinese, Gou Chung Kiang. That is your name. But my private life is I am in Chinese.
I am a king of China. You know, like I build a great wall. I am king of many life in China. And right now I reincarnation to Vietnam, the same guy. And also I am a Jesus at that old time. And right now I'm reborn with this body, this face, the same guy. You see, I just can't believe it. I cannot hear anything for years. Suddenly I could hear you. Really? Yeah. Unbelievable. And why not? Why you wanna? Why you wanna? Right now you can hear me, huh? So before you cannot hear, now you can hear. Couldn't hear. Cannot hear anything at all. So right now, we lift the gang. They know I am a Jesus reborn. And many people have a little bit spiritual. They know. But regular people, they don't know. But actually, I am saving the world. And I am restore the new Vietnam very soon. You know, I do not know who you are, and I do not know where to find you. But you know, according to God, come to this temple. You see, this is my first time in this city. Oh, really? First time. I got it in yesterday. Really? And I'm going back to Wisconsin this evening. That's why I'm here. And early on, I thought I might not be able to meet you. And I know you were here before I come here. Oh, yeah? Thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah. That's why I talking to you. Thank you. Thank you. Yeah. This is all arranged by God. Yeah. And whoever present at this moment, at this time, and stick around here, I know who they are. Yeah. Thank you. So this very soon, the human being will see a new world, and very soon, I will be recognized by the world. So I promise to the Catholic people that I come back to save. Yeah. Only you can and will rebuild Vietnam. Yes, that's a great message from God. Come on, I do not know you. I think Tô Lâm know too. Okay, so có hai câu hỏi nào nữa không? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. I got your message. I got a message. Master, can I have a picture with you? Yes. Thank you so much. Thank you, Master. Okay, có ai có câu hỏi gì nữa không? So you are not the first one come here to looking for me. Before, we have many Chinese from mainland China come here and they knew it because they are spiritual people. They been interview me. So I am a prince, son of God. So they knew that. Ok, có ai hỏi không? Tại vì sau này người Tàu á, họ biết sư phụ là ai á, họ cũng sẽ trả lời Hoàng Sa Trường Pha là sư phụ là người nói chuyện. Trên thế giới này chỉ có 4 người là không phải người thường. Sư phụ, Mùi Mùi với sư mẫu với Đức Thầy thôi. Đức Thầy là Phật Di Lạc á. Chỉ có 4 người mang thân người nhưng mà không phải là người. Còn tất cả những người ngoài kia hay là cả ông này hay là những người bên Tàu có điển đều là từ ứng khẩu hoặc là linh căn, là những gì ở trên nó mượn cái xác, mượn cái miệng để nói. Cho nên có họ đúng mà đúng một đoạn đường thôi, họ không có thể đúng hết, con hiểu không? Cũng giống kiểu Trăng Khuy hay là kiểu Hải Âu hay là kiểu những cái người kia vậy đó, là họ chỉ đúng một khúc thôi. Thiên ma nó có thể nó vô cái miệng người đó hết á. Vấn đề ở đây là
ta nghe được, cho nên ông mừng lắm. Mà con trước khi thụ lên đây thì Xích Lâm, tức là mấy ông rồng hộ pháp sư phụ á, là đã điểm danh những người nào có mặt ở đây rồi, thì đã điểm danh qua ông này rồi, thì cũng nói y nhị đó. Thì kêu sư phụ cứ tiếp ổng đi, chứ những người mà đâu phải sư phụ muốn nói chuyện ngày nói đâu. Có những người hỏi mấy đứa đi, mấy vị kêu đổi số là phải đổi á. Rồi mấy mấy là tụi tà đó hả, tà lên đây nhiều lắm, chỗ nào có Phật chỗ đó có quỷ mà. Ok vậy xong á, còn không ai hỏi gì mình đừng có nói hỏi con bị bệnh nghe, là vong linh nghe mất thời giờ của tôi nghe, hay là tiệm bán đắt gì đó. Ok rồi, hỏi gì? 2 năm trước con có lên đây, con có nghe sư phụ nói là sư phụ có cái ý nguyện là sau này sẽ cất giải nhà cho mấy người già lên. Trời ơi trời. Chẳng những cắt một dãy nhà cho người Việt Nam mà cho cả nước Việt Nam mới hết mấy bà già nữa kìa. Ở đây. Cái dãy Thiên Long Sơn này Thu giao lại cho cộng đồng hải ngoại, nó thuộc thẩm quyền của người Mỹ. Nhưng mà khi sư phụ nổi danh lỗi lạc á, là những nhà thầu mà muốn lấy lòng sư phụ á, sư phụ sẽ chỉ nó ok mày về Houston Thiên Long Giang, tao có một cục đất ở Cali, miền Bắc Cali có một cục đất, mày chứng minh cho tao mày có lòng thành đi. Nó làm liền à. Cái chuyện đó rất là dễ như pop coin, con đừng lo. Cái quan trọng là sư phụ sẽ xây nhà từ Bắc tới Nam, từ ở vùng núi để nuôi hết người già kìa mới là quan trọng. Chứ có cái building ở đây nhầm nhòi sư phụ. Cái này gọi là một cái ổ ong thôi. Sư phụ xây cả triệu cái ổ ong trên thế giới kìa. Cảm ơn sư phụ. Trời có nhiều cũng hỏi. Tức là vẫn là gì, mấy con nhìn thấy gì? Vẫn là cái tôi của mình. Trong khi nước mình bây giờ dân đang đói ở ngoài Bắc nè, rồi miền Nam sắp sửa có động đất nữa nè, không lo. Miền Nam à, quên nói vụ này. Đúng ra từng này á, miền Nam sẽ gặp bão rất là lớn và miền Trung. Sư phụ không có muốn hai bên cùng bị. Khi hộ khấn á thì nó vẫn có, nhưng mà nó nhẹ lại. Khi nó nhẹ lại thì nó sẽ trao đổi là động đất á. Cho nên miền Nam sẽ có động đất. Thì động đất nó ít chết hơn là kiểu lục, con hiểu không? Với nó, cái tác hại nó dầu sao cũng khúc chỗ đó thôi. Chứ đâu động đất hết cả nước Việt đâu. Cho nên khi mình xin cái này á, nó sẽ bị cái khác. Thì có cái đó. Chứ nếu không miền Nam bây giờ là mệt lắm. Con nên nhớ những cái bão ở ngoài từ Philippines đúng không? Lúc đầu nó nhẹ hứng à. Nó có một lần xói nhỏ nhỏ trong cái lốc xói trước cửa nhà mình vậy đó. Nhưng mà trời Phật mà, bắt đầu làm mạnh lên. Nó cũng giống như mình quay máy tàu vậy đó. Mạnh lên rồi bắt đầu nó chuyển hướng, hướng này hay hướng này. Nó có thể đi bất cứ gì hướng nào đúng không? Ok, bây giờ hướng nó đi hướng dưới làm sao? Hướng ngang làm sao? Tại bão nó đâu có định hướng được. Mấy nhà thiên văn cũng đâu có control được cái hướng của nó đi. Cho nên bất kỳ lúc nào ở trên muốn tiêu diệt loài người chúng ta đều làm được hết. Rất là like this, dễ lắm. Chỉ có chúng ta, những đứa con hư á, rồi mới kiên cường, ngoan cố, và đồng thời coi trời coi Phật không ra gì. Ở trên nói ai chửi sư phụ, ai xuyên tạc muội, xuyên tạc sư mẫu là người đó. Trời không tha, đất không dung. Ở trên nói câu đó, gán mà nghe đi mấy đứa nghịch tử. Trời không tha, đất không dung. Cả bao nhiêu đời con đời cháu đều gian truân. Mấy vị nói cái sư phụ là từ bi lập đạo, sư phụ đâu có muốn chuyện đó. Nói ngày có sinh cũng không được, vì họ đâu quá phạm thượng đó. Trời không tha, đất không dung. Mấy vị lặp lại mấy lần câu đó. Sư phụ là toàn là sinh không à. Mà mỗi lần sinh á thì chỉ có mình sư phụ biết. Mà sinh hoài á, ghiếc mấy vị trên trời cũng chán á. Ok, bye bye. Hẹn clip kỳ sau. Mong tất cả mọi người xích dây an toàn. Chúng ta còn những ngày cuối cùng của tận thế, rất là lâm nguy. Thì dự trữ lương thực được thì cứ dự trữ. Tạm biệt, hẹn kỳ sau. A Di Đà Phật.
I was so excited I forgot to tell you. Yeah. According to your grandma from heaven. Yeah, yeah. That you have to tell all your friends, uh-huh. all your relatives, uh-huh. all your employees uh-huh. to vote for Trump. Yes. Okay, good. That's all, yeah. Everyone vote for Trump, okay? Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah, Trump. Yeah, this is the whole purpose that I'm here today. Okay, I got thank it. You. Yeah. Thank you so much. He will be back in the White House soon, don't worry. Thank you, thank yeah. you. Trump 2024. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, got it.